A Di Đà Phật, con xin Thầy hoan hỷ dạy cho con. Con niệm Phật theo hướng dẫn thập niệm của Hòa Thượng Tịnh Không là phương pháp thập niệm. Trong đó có thời khóa trước và sau mỗi buổi làm việc sáng và chiều. Nhưng ngày thứ Bảy, Chủ nhật chúng con nghỉ thì xác định thời gian trước và sau thời làm việc thế nào? Con xin tri ân công đức của Thầy A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi đầu tiên là về vấn đề tu tập. Thầy rất là mừng khi mà trong đạo tràng của chúng ta có những Phật tử còn đang trong cái tuổi làm việc, hành theo cái phương pháp thập niệm của Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta biết là phương pháp mà thập niệm ở đây là đầu tiên được là Ấn Tổ, tức là Tổ Ấn Quang Đại Sư, là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa, dạy cái phương pháp thập niệm dựa vào trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, dùng 10 hơi để niệm Phật. Đó là phương pháp thập niệm. Và cái phương pháp thập niệm này được Ấn Tổ dạy là cứ vào buổi sáng, dạy đánh răng, dạy ngủ, đánh răng rửa mặt xong thì lên thắp một hoặc ba nén hương ở trên ban thờ Phật. Nếu gia đình có thờ Phật thì trên thờ Phật, hoặc thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu không có, chưa được thờ Phật, chưa thờ Phật được thì tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình cũng được. Thắp nén hương, thay chén nước cúng, ba chén nước hoặc bảy chén nước cúng á, nước trắng nhé, gọi là tịnh thủy, tức là nước trắng. Sau đó thì chúng ta đứng trang nghiêm trước ban thờ Phật nhà mình hoặc là trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chắp tay và hít vào 10 hơi. Khi hít vào thì hít thật sâu, hít bằng mũi, khép môi lại và hít bằng mũi sâu như thế này. Đó, trụ hơi này, cái hơi thở của chúng ta trụ nơi đan điền, tức là nơi bụng dưới của chúng ta, cách cái bụng dưới khoảng 3 đốt ngón tay nằm, cách cái rốn á, cách cái rốn của chúng ta khoảng 3 ngón tay nằm như thế này. Chúng ta đặt vào ở trên là rốn của chúng ta, đặt 3 ngón tay nằm xuống, tức là gì? Nơi đó tức là đan điền. Đan điền hay còn gọi là đơn điền. Ở nơi đó chính là gì? Cái nơi, cái huyệt đan điền của chúng ta. Tất cả cái khí ở trong cơ thể của chúng ta đều từ đan điền đó mà dẫn đi. Giống như là gì? Tim là cơ quan là gì ạ? Là cơ quan gì? Co bóp và chuyển máu đi toàn bộ cơ thể của chúng ta. Giống như gì? Não là một cái cơ quan là truyền tất cả những cái năng lượng, cái tín hiệu, cái trí tuệ của chúng ta đến với toàn bộ cái gì? Khắp châu thân cơ thể của chúng ta. Thì đan điền là cái nơi gì? Dẫn khí để nuôi toàn bộ gì ạ? Ở cơ thể của chúng ta. Cho nên đó, vì sao mà trong kinh Phật và các tổ lại dạy chúng ta đó, khi mà gì? Dẫn khí vào là trụ ở nơi đan điền. Tức là chúng ta hít vào thật sâu, thật sâu, và gì? Chúng ta trụ hơi thở ở dưới nơi huyệt đan điền, cách dưới rốn của chúng ta 3 đốt ngón tay. Các Phật tử chúng ta có thể thử đi, hít vào sâu một cái nào. Đó, chúng ta hít vào, chúng ta cảm thấy bụng chúng ta gì? Nó phồng lên. Phồng lên và chúng ta gì? Chúng ta trụ tâm vào đó. Và bắt đầu chúng ta thở ra từ từ này. Thở ra từ từ, chúng ta thở bằng miệng từ từ và chúng ta niệm danh hiệu Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Là niệm 6 chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, hoặc tứ tự hồng danh A Di Đà Phật cũng được, tùy theo. Ai thích niệm đủ 6 chữ thì cũng được, mà thích niệm 4 chữ cũng được, không có lỗi gì cả.
Ấn Quang Đại Sư và Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng 6 chữ hay 4 chữ đều tốt cả. Thêm chữ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ. Còn nếu chúng ta không thêm chữ Nam Mô, chúng ta niệm thẳng vào tự tính A-di-đà Phật. A-di-đà là dịch là gì? Là vô lượng. Chữ Phật có nghĩa là giác. A-di-đà Phật có nghĩa là niệm gì? Niệm vô lượng giác. A-di-đà Phật còn có tên là gì? Còn được dịch là vô lượng thọ, là vô lượng quang, là vô lượng công đức, là siêu nhật nguyệt quang. Và còn có rất rất nhiều danh hiệu khác nữa, cái tên khác gọi khác nữa. Nhưng chúng ta thấy niệm A-di-đà Phật chính là niệm gì? Niệm vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, vô lượng công đức Phật. Và đặc biệt là gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng niệm A-di-đà Phật chính là niệm thẳng vào cái tự tính Di Đà duy tâm tịnh độ của gì? Của chúng ta vậy. Chứ đừng có nghe một số các quý thầy không nghiên cứu kỹ về tịnh độ giảng rằng niệm A-di-đà Phật tức là chửi Phật. Phải là niệm Nam Mô A-di-đà Phật mới là gì? Mới là người kính Phật. Chứ niệm A-di-đà Phật tức là chửi Phật. Và một số thầy ở Hà Nội chúng ta thì lên giảng cho các Phật tử, là mới giảng cho cả các sư, nói rằng niệm A-di-đà Phật là bất kính, niệm A-di-đà Phật là láo, niệm A-di-đà Phật là chửi Phật. Sai hoàn toàn. Các quý thầy ấy lên trên ngồi trên bục giảng và giảng cho các Phật tử như thế là gì? Khẳng định với các quý vị là sai hoàn toàn. Không hiểu gì về pháp môn tịnh độ cả. Không hiểu lời dạy của các tổ sư, như là Liên Trì Đại Sư, như là Ấn Quang Đại Sư, như là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đã và đang giảng vậy. Các tổ sư thì đã giảng, các tổ sư thì đã giảng, tức là các ngài đã nhập Niết Bàn rồi, vãng sinh Tây Phương rồi, tức là đã giảng. Còn các bậc gì? Các bậc Đại Sư, Đại Lão Pháp Sư, như là Hòa Thượng Tịnh Không, các ngài gì? Vẫn còn trụ thế và đang giảng. Hàng ngày thường giảng, thường tuyên chính pháp, thường giảng về pháp môn tịnh độ cho chúng ta. Ngài nói rằng niệm A-di-đà Phật chính là niệm vào tự tính giác của mỗi gì? Mỗi chúng ta vậy. Cho nên không phải là niệm A-di-đà Phật là chửi Phật, niệm A-di-đà Phật là bất kính với Phật. Không phải. Cho nên chúng ta ai thích niệm 4 câu A-di-đà Phật thì chúng ta cứ thế mà niệm 4 câu A-di-đà Phật. Ai thích niệm tròn đủ 6 câu Nam Mô A-di-đà Phật thì chúng ta cứ niệm tròn đủ lục tự hồng danh Nam Mô A-di-đà Phật. Đó. Vì chúng ta làm đúng với lời Phật, lời Tổ dạy. Trong Kinh Di Đà dạy là niệm gì ạ? Niệm A-di-đà Phật. Kinh Di Đà dạy là gì? Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhược gì? Nhất tâm gì? Chỉ niệm danh hiệu A-di-đà Phật cơ mà, có phải nhất tâm niệm danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật đâu. Đó. Chúng ta làm theo Kinh Phật, làm theo lời Tổ dạy, cho nên không có sợ. Còn một số các quý thầy, kể cả vị đó là hòa thượng, là thượng tọa đi chăng nữa, chức danh có lớn đến đâu trong giáo hội đi chăng nữa, điều đó với chúng ta không quan trọng. Nó không có dính dáng gì đến đạo giải thoát ở trong này cả. Dẫu cho hòa thượng hay thượng tọa, dẫu cho chức danh là chủ tịch hay phó chủ tịch, hay là trưởng ban này, trưởng ban nọ, trưởng ban kia trong giáo hội, đó là chức danh do con người bầu nên mà thôi, do chư tăng bầu nên mà thôi. Còn cái điều quan trọng là gì? Chúng ta làm đúng lời Phật dạy và đúng gì? Đúng lời Tổ dạy. Cho nên đừng có ai có ngại ngùng gì mà là trước đây con toàn niệm A-di-đà Phật thì con gì đỡ mất hơi, sức khỏe con nó tốt hơn. Nhưng sau này nghe các quý thầy nói là niệm A-di-đà Phật là chửi Phật, cho nên con niệm 6 chữ Nam Mô A-di-đà Phật thì nghe con mất hơi và con yếu. Niệm nhiều con yếu về con thì con thấy sức khỏe con không tốt và tâm con thì tán loạn. Có trường hợp như vậy đến nói với chúng tôi. Thế chúng tôi hỏi rằng ai bảo các vị niệm A-di-đà Phật là chửi Phật? Bảo là thượng tọa ở chùa A, chùa B lên giảng nói với chúng con như thế. Thế tôi mới nói rằng vị thượng tọa ấy giảng như thế
chưa đúng với gì bản ý của Phật, chưa đúng với lời dạy của Tổ, không phải bận tâm. Quan trọng nhất đối với các Phật tử chúng ta thì niệm thế nào mà chúng ta thấy gì tâm mình an, trí mình mở, tâm an trí mở đó. Tức là trí tuệ mình nó khai mở ra, mọi việc mình trong cuộc sống mình thấy gì hoan hỷ thì hanh thông á, tâm mình thì gì? Lúc nào cũng nghĩ đến A Di Đà Phật, miệng mình á rảnh rỗi lúc nào là A Di Đà Phật lúc đấy á, thì chúng ta thì gần với Tây Phương Cực Lạc hơn, gần với cửu phẩm Liên Hoa hơn, và gần với ngày gì ạ, ngày mình sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ hơn rồi đấy. Nghi ngờ cái gì nữa, không cái gì phải nghi ngờ. Cho nên ở đây, ngày xưa trong Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Tổ dạy cái phương pháp thập niệm là hít vào gì ạ, sáng tối. Cụ dạy một ngày hai thời thôi là tốt rồi. Sáng những người đi làm sáng trước khi dậy ngủ, đánh răng rửa mặt xong, thắp hương thay nước lên trên ban thờ Phật nhà mình, ban thờ gia tiên nhà mình. Nếu không có thờ Phật thì ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu không có thờ cả thần linh gia tiên nữa thì ở đâu? Ra đứng bất cứ một chỗ nào đó, quay mặt về phương Tây, tức là phía mặt trời lặn đó. Ví dụ mình đi công tác, mình ngủ ở khách sạn thì khách sạn lấy đâu là ban thờ, đúng không? Đó. Thì cái chỗ mà mình gì, mình hành lễ cũng không phải chấp trước là phải có ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên thì mình mới thành phương pháp thập niệm được. Mà mình nhá, tổ dạy là gì? Ra một cái khu đất nào đó, thậm chí ở tại trong phòng khách sạn, phòng nhà nghỉ hay nơi phòng làm việc của mình, quay mặt về phương Tây, tức là phía mặt trời lặn, cái phương vị mà mình đang, nơi mà mình đang đứng đó, và chắp tay hít vào gì ạ, thật sâu trụ hơi nơi đan điền, và chúng ta niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, niệm nhỏ thôi, đừng có niệm to quá nó tổn khí, hao hơi tổn khí, mà không niệm được gì, không niệm được nhiều. Ví dụ như thầy hít vào một hơi sâu nhé, thầy niệm to này, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hết hơi, đúng không? Nhưng mà nếu mà thầy còn là những cái người đang đi công tác, đang làm việc mà ở trong phòng làm việc mà niệm to thế, phòng bên cạnh họ tưởng là mình đang bị vong nhập thì lại chết toi, đúng không? Đó, cho nên là mình phải tế nhị ở cái chỗ đó, vừa dưỡng khí, dưỡng thần, dưỡng khí. Nói theo gì quan điểm của đạo giáo là dưỡng khí, dưỡng thần, nó cũng để giúp cho gì thân tâm chúng ta được mạnh khỏe. Thân mà khỏe mạnh nhá, thì tâm sẽ dễ gì? Dễ được an. Mà thân an đó thì đạo sẽ gì? Các cụ ngày xưa nói thân an thì đạo sẽ gì? Sẽ long. Thân an thì đạo sẽ long. Long tức là hưng long, là vượng đó, là tốt đó. Đó. Cho nên chúng ta cũng hít vào như vậy để niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như thế chúng ta niệm, gọi là niệm thầm, máy máy môi khẽ ra tiếng thôi. Tai chúng ta gì nghe thấy tiếng niệm của chúng ta được thì cũng càng tốt. Mà tai mà không nghe thì gì, tâm nghe thấy rõ cái tiếng niệm của chúng ta A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Mười hơi như thế, sau đó gì, nếu chúng ta là một hành giả chuyên tu tịnh độ, nguyện một đời vãng sinh, không lưu luyến cái thế giới xa bà uế trược này nữa, thì chúng ta đọc cái bài kệ là gì? Ngắn gọn thôi, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Ba lần niệm như thế. Nếu còn có thời gian thì đọc bài gì? Tam Tự Quy. Tự Quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm.
Tử quy pháp đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Tử quy tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng vô nhất thiết vô ngại. Hòa Nam thánh chúng nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Xá xuống một xá hoặc ba xá. Ăn sáng, đi làm, xong một thời gì? Xong một thời tụng kinh, xong một thời niệm Phật, xong một thời gì ạ? Thiền định rồi đó các quý vị ạ. A Di Đà Phật hoan hỉ không? Hoan hỉ. A Di Đà Phật ở khắp mười phương thế giới đều hoan hỉ. A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc cũng rất hoan hỉ. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe thấy đệ tử của mình y giáo phụng hành như vậy có hoan hỉ không? Hoan hỉ. Thích Ca Mâu Ni Phật ở khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng đều hoan hỉ. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện nhập Niết Bàn ở tại gì ạ? Tại Sa Bà thế giới, tại đất nước Ấn Độ của chúng ta cũng rất gì? Cũng rất hoan hỉ. Mười phương chư Phật hoan hỉ, tán dương khen ngợi chúng ta, nói rằng lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân. Công việc của gì ạ? Thiện nam tử, thiện nữ nhân bận bịu như thế mà vẫn tinh tiến không bỏ thời khóa, hành trì lễ niệm hàng ngày vẫn gì? Duy trì đều đặn khóa lễ gì ạ? Tịnh độ như thế. Và mười phương chư Phật đó đồng phóng đại quang minh, khai tâm khai trí cho chúng ta, dùng đại thần thông nguyện lực là gì ạ? Dẫn dắt cho chúng ta và giúp đỡ chúng ta trên con đường tu thân tiến đạo, tiến đạo tu thân, trên con đường tiến đạo tu thân. Cho dù chúng ta còn đang làm công chức nhà nước hay là cán bộ công nhân viên của các công ty, các doanh nghiệp, hoặc là một cái gì, một người nông dân chất phác, chân lấm tay bùn, đầu đội trời, chân đạp đất, Phật Bồ Tát cũng không gì ạ, cũng không bỏ lỡ chúng ta, không coi thường chúng ta, mà gì, mà luôn luôn chiếu cố đến chúng ta, luôn luôn là gì, tìm mọi phương cách, mọi phương tiện để dẫn dắt chúng ta. Và điều quan trọng nhất đối với hành giả tu tịnh độ, chúng ta hành pháp môn thập niệm, đó là gì? Sau khi mãn báo thân này, hít vào không thở được ra nữa, tức là gì? Sao? Chết. Người không tu á, chết thì thần thức không biết gì đi về đâu. Người làm việc ác á, thì sau khi chết thần thức liền đọa vào ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn chúng ta có tu thập niệm, duy trì được cái phương pháp ấy, Ngài Liên Trì Đại Sư, Bát Tổ Liên Tông, tức là tổ thứ 8 của tịnh độ tông á, Ngài nói là gì? Nếu mà người chuyên tu như thế, trăm người tu trăm người vãng sinh, nghìn người tu nghìn người gì vãng sinh. Thiền Đạo Đại Sư cũng nói như vậy. Chỉ cần á, sau khi á, trước khi chết, chỉ cần trước khi chết chúng ta nhớ niệm được 10 câu thánh hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Thiền Đạo Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, Ngài cũng nói rằng là gì? Người đó sau khi chết sẽ được A Di Đà Phật hiện ra gì trước mắt, tiếp rước thần thức của người niệm được 10 hơi trước khi gì? Trước khi chết đấy, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, xa rời các biển nghiệp tham sân si ái nhiễm của thế gian. Thần thức được gì? Được gá vào thai sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở vào gì? Các phẩm bậc hạ, là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoan ở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, tai nghe pháp âm, mắt thấy gì? Thấy chư Phật, thấy chư Bồ Tát, liền gì? Khởi tâm hoan hỷ, vui mừng tín thọ. Và ngay trong một sát na ấy,
liền là gì? Chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, trở thành một gì? Bậc thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc thế giới. Cho nên á, cái phương pháp mười hơi niệm Phật mà các tổ đã dạy cho chúng ta, đặc biệt là Ấn Tổ đã dạy ở trong văn sao cho các hàng đệ tử của mình thực hành á, sáng tối hai thời, nếu như mà gì, chúng ta còn bận công tác, bận làm ăn, cố gắng. Cái phương pháp này á, dễ lắm. Nó mất khoảng 3 đến 5 phút là xong. Nếu ở gia đình chúng ta thì thay hương, thay nước thì mất khoảng 10 phút hoặc 7 đến 10 phút là xong. Nếu còn á, ở trong cơ quan đi công tác ở khách sạn, nhà nghỉ á, mất 3 phút là xong. 3 đến 5 phút là xong một khóa lễ. Mười phương chư Phật chứng minh tán dương khen ngợi chúng ta hành trì cái khóa lễ ấy. A Di Đà Phật gì? Nguyện của ngài á đã phát ra trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 ngài có phát nguyện á, sau khi con thành Phật, nếu chúng sinh ở khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm niệm gì? Hoan hỷ, vui mừng, tín thọ phụng hành. Niệm danh hiệu của con gì? Được 10 câu thôi. Sau khi người đó thì người đó mất, cái là người đó lâm chung á, mà con không thì không đến tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của con thề không thành chính giác. À đấy, 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 pháp tạng tỷ khiêu Bồ Tát, tức là gì? Tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó, ngài phát nguyện như vậy. Cho nên nay chúng ta cứ nắm vào đó, y cứ vào đó để mà gì? Mà tu. Đừng có nói rằng, đừng có lúc nào cũng nói rằng Phật ơi con khổ thế, hay thầy ơi tại sao con lại khổ thế. Khổ là do gì? Do kiếp trước chúng ta không biết tu, nhân không biết tích đức, cho nên là đời này, kiếp này chúng ta mới khổ. Vậy chúng ta nếu đời này muốn hết khổ thì chúng ta gì ạ? Phải tu ngay, sửa ngay những thói hư tật xấu của mình, tinh tiến làm các việc thiện như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, đọc tụng kinh điển. Tất cả những cái việc phúc đó chúng ta gì? Làm được cái gì thì làm, cố gắng để làm. Làm để làm sao? Làm để cho tiêu nghiệp chướng của mình đi, làm cho tiêu cái nghiệp cũ của mình đi, cái nghiệp xấu của mình đi. Giống như chúng ta có một cốc nước thế này này, cái cốc nước mà gì? Mà khi mà tôi gì ạ? Cái cốc nó bẩn, tôi lười, tôi không đi rửa cốc, mà tôi cứ thế gì? Tôi là từ đây đi xuống bếp để rửa cốc là mất gì? Mất khoảng vài phút thôi, cứ thế là đổ nước vào thì cũng uống được ấy mà. Nhưng khi đổ vào không ngờ cốc nó bẩn quá, không uống được. Không uống được thì phải làm sao? Các quý vị, không uống được phải làm sao? Nó bẩn quá, không uống được làm sao? Đổ nó đi, chạy xuống bếp, chạy xuống giếng, rửa. Mất 5 phút cũng phải đi. Bây giờ 5 phút cũng phải đi. Mình biết nó bẩn không uống được, vẫn cứ khư khư mà uống vào thì bệnh, đúng không? Cho nên á, thôi đành phải gì đem đổ. Mà đổ thì cũng phải gì ạ? Đổ còn gì nữa, tiếc làm sao được. Nó bẩn cả cái nước rồi, làm sao mà gì cố được mà để uống được nữa. Cho nên đem đổ đi, rửa cái cốc đi, đổ nước mới vào uống được không? Uống được không? Thử xem nhé. Uống được. Đấy, phát hiện ra cốc bẩn, đổ nó đi, nước bẩn đổ nó đi, đem ra rửa cái cốc, vào gì? Cho nước mới vào, uống được không? Uống được. Nay chúng ta biết rằng á, mình khổ đau do người thân đem đến, thậm chí có người đau khổ do xã hội đem đến, do hoàn cảnh bên ngoài gì đem đến, thì chúng ta phải biết rằng á, tất cả cái quả chúng ta thụ hưởng ngày hôm nay nó đau khổ, nó phiền não, nó hệ lụy vân vân đó,
đều là do cái nhân ở đời trước chúng ta gì, chúng ta gieo đó các quý vị. Cho nên á, nay đem gì đổ nó đi, đừng có bám chấp vào nó nữa, đổ nó đi, buông nó xuống. Điều quan trọng gánh nặng trên vai chúng ta có buông được nó xuống hay không, cục đá ở trong tâm của chúng ta á, có bỏ được nó ra hay không, đặt nó xuống được hay không mà thôi. Đau khổ đều là do cái cục đá gì đè nặng ở trong tâm của chúng ta. Cục đá này là cục đá gì? Tham sân si, mạn nghi ác kiến, viên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đó. Cái cục đá đấy, tham sân si chính là gì? Là cội gốc của phiền não, của đau khổ. Mạn nghi tà kiến, ác kiến, viên kiến, kiến thủ là cành lá của đau khổ. Chúng ta buông nó xuống, nhất tâm gì? Niệm Phật, buông nó xuống thì mọi việc gì, mọi duyên dần dần sẽ thay đổi mà thôi. Bố thí phóng sinh, cúng dường tu phúc để cho gì, mình tăng thêm cái nhân lành, cái duyên lành, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, vân vân, chính là để gì, thay đổi, rửa sạch cái cốc gì, cái cốc nước bẩn đi. Giữ giới, thanh tịnh, tu tập thiện pháp chính là gì? Đưa các gì? Rót cái nước trong sạch vào cái cốc của mình để dành để uống khi mình cần. Đừng có kêu rời, trách đất, than thân, trách phận làm gì. Mà hãy gì? Hãy ngay lập tức chúng ta phải hiểu được bản chất của nó. Bản chất của đau khổ hôm nay chúng ta có là gì? Chính là nhân nào quả đấy. Chúng ta nhớ là gì? Nhân nào quả đấy, rành rành không có sai. Trong kinh Phật nó là trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua. Tức là gieo trồng đậu thì được đậu, mà trồng dưa thì được dưa. Trồng ngô, trồng lúa thì được ngô lúa, mà trồng gì, cây cỏ dại, cây xấu hổ thì sẽ được cây cỏ dại, cây xấu hổ mà thôi. Đó. Cho nên á, phương pháp thập niệm này, các Phật tử chúng ta thì nếu bận bịu không tụng được kinh, không tụng được thời khóa tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, vân vân thành thời khóa, thì chúng ta gì? Hành phương pháp thập niệm. Đấy là phương pháp thập niệm. Cái Phật tử hỏi về một cái phương pháp tu hành đầu tiên trong cái mùa Vu Lan năm nay, Thầy rất là mừng. Nhưng Phật tử hỏi rằng á, hành trì theo phương pháp thập niệm của Hòa Thượng Tịnh Không, thì Hòa Thượng Tịnh Không á, có thay đổi cái phương pháp tập niệm đi một chút. Đó là gì? Không phải là phương pháp thập niệm 10 hơi buổi sáng và 10 hơi buổi tối như Ấn Tổ, mà cụ Tịnh Không nói gì, niệm một hơi thôi, dậy ngủ một cái niệm gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trước khi đi làm xuống gì ạ, dắt cái, chuẩn bị dắt cái xe gì, cũng gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dắt xe ra cửa, ra khỏi cửa nhà, cũng làm cho gì một hơi. Đến công ty, tức là đến cơ quan đó, cũng làm cho một hơi. Khi ăn cơm làm cho một hơi. Khi đi nghỉ trưa làm một hơi. Khi thức dậy làm một hơi. Khi ra về làm một hơi. Tối ăn cơm làm một hơi. Và trước khi đi ngủ làm một hơi. Thế là gì? Là 10 hơi, tức là 10 câu gì ạ? 10 câu niệm Phật. Hòa Thượng Tịnh Không, vì sao Ngài lại dạy như thế? Vì Ngài nhiều năm hoằng pháp ở phương Tây. Ở đó là gì? Đó là Úc và một cái số nước ở phương Tây. Mấy năm gần đây thì Ngài mới về châu Á chúng ta. Ngài trụ ở tại Hồng Kông, tại Hương Cảng Hồng Kông. Con người Hồng Kông trải qua 99 năm đúng không? Nó thuộc về gì ạ? Thuộc về làm thuộc địa của Anh, mà Anh thì thuộc gì ạ? Thuộc về khối EU ở châu Âu. Cho nên cái phong cách sống của người gì ạ? Cái người Hồng Kông bây giờ nó chẳng khác gì phong cách sống của người châu Âu. Cho nên họ rất bận bịu, rất bận bịu, mà họ làm đi làm việc rất nghiêm túc, không con cả ra con cuống như Việt Nam chúng ta đâu. Việt Nam chúng ta từ sáng đến tối
trừ khoảng độ tầm 11 giờ cho đến 3 giờ sáng mới ít tắc đường mà thôi. Còn lại đường phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trừ 30 Tết cho đến khoảng độ tầm mùng 4, mùng 5 Tết, còn lại thì ngày nào cũng tắc đường, giờ nào cũng tắc đường. Mình bảo giờ đi làm quy định là mùa đông và mùa hè 7 rưỡi đến 8 giờ là có mặt ở công sở, cơ quan để đi làm, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy gì? Đến 9 giờ sáng các quán ăn ở thành phố Hà Nội và các thành phố lớn vẫn gì? Đông nghịt người, trong đó có cả những cán bộ, công nhân, viên chức, các cơ quan, nhà nước cũng như là các doanh nghiệp, và có cả gì? Các em học sinh, các thầy, cô giáo, đúng không? Ở đó, 9 giờ vẫn gì? Rủng rẻng ở gì? Ở ngoài quán ăn. Và đến gì? 10 giờ đường phố vẫn gì? Phố nào vẫn cứ tắc gì? Tắc đường. Hôm nay đi làm muộn, đến thì gì? Trưởng phòng thì báo cáo, thủ trưởng báo cáo giám đốc, báo cáo phó giám đốc gì ạ? Báo cáo thủ trưởng hôm nay gì ạ? Đường tắc lắm. Ngày mai cũng báo cáo thủ trưởng, đường tắc lắm. Nhân viên thì báo cáo trưởng phòng, phó phòng là báo cáo gì? Thủ trưởng là đường tắc lắm. Vì đường các thành phố lớn chúng ta, đặc biệt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, gần như ngày nào cũng tắc đường. Cho nên ngày nào chúng ta báo với thủ trưởng là tắc đường cũng không có sao. Phải không? Chúng ta có một cái ý nghĩ như thế. Nó ở sâu ở trong cái gì? Cái ý nghĩ và cái tâm hồn, cái tâm của mình rồi á. Cho nên mình nghĩ cái đó là cái gì ạ? Bình thường, đơn giản. Năm 2012 tôi sang bên Hồng Kông, chỉ có 7 ngày thôi. Tận dụng cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi đi taxi ở Hồng Kông để xem con người Hồng Kông họ sống như thế nào. Tôi đi bộ ở trên phố Hồng Kông để xem văn hóa của người Hồng Kông họ sống như thế nào. Tôi đi tàu hỏa, tàu nhanh á của Hồng Kông để xem người dân Hồng Kông đi thế nào. Tôi đi cáp treo lên chỗ đại tượng Phật của Hồng Kông để xem người dân họ sống như thế nào. Và tôi đi bộ ở trên núi đó để xem họ sống như thế nào. Quả thật họ sống làm việc rất là nghiêm túc. Đến giờ làm việc, ngoài phố gần như có khi mãi mới thấy một cái ô tô, một cái xe máy đi qua. Thế tôi hỏi tại sao dân Hồng Kông, bảo đông dân số, mà hỏi cái người Việt của mình sống ở bên đó mấy chục năm rồi, cô ở dưới Hải Phòng, cô sinh sống ở quốc tịch bên đó rồi. Thì tôi, đoàn của chúng tôi là, tôi ngủ ở nhà cái cô ấy, Phật tử ấy. Năm vừa rồi Phật tử về cũng đến thăm chùa nhà mình đây, ở chùa Tản Viên. Thế Phật tử bảo bên này sống không có như Việt Nam đâu thầy. Giờ làm thì ra làm, giờ chơi là ra chơi. Giờ chơi của họ từ khoảng độ tầm 10 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng. Thì phố xá đông nghịt, quán ăn lúc nào cũng đông. Họ chơi vào từ 10 giờ cho đến 3 giờ sáng đêm. Và đến hết 3 giờ sáng thì họ về ngủ cho đến 9 giờ sáng mới dậy. Và dậy một cái là gì? Là đi làm từ 10 giờ sáng. Họ làm không nghỉ trưa luôn. 10 giờ sáng cho đến khoảng độ tầm 7 giờ tối của Việt Nam chúng ta. Họ làm thông cả 8, 9 tiếng, 10 tiếng như vậy. Xong. Cho nên là cái giờ họ đi làm là cái giờ ngoài đường, ngoài quán xá vắng teo, không có bóng người. Nhưng từ 9, 10 giờ đêm cho đến đặc biệt khoảng 11, 12 giờ đêm, quán nào quán đấy thì cứ đông nghịt người, người đi bộ. Mà họ đa số đi bộ, chứ ít khi họ đi khoảng 1-2 cây số họ đi bộ, chứ họ không đi hơi một tí là dắt xe máy chúng ta đâu. Cho nên ra phố của họ đi có khi đi cả hàng mấy chục cây số mới thấy một cái xe máy. Mà xe máy là xe phân khối lớn ấy, chứ không có xe máy, xe đạp, xe điện như Việt Nam chúng ta là tắc đường như thế là không có. Đó, cuộc sống. Hòa Thượng ở vào cái môi trường, hoàn cảnh, văn hóa của con người á châu Âu và con người Hồng Kông như thế. Cho nên xin thưa, xin lỗi các quý vị, Phật tử Hồng Kông họ không có mấy người ra chùa để tụng hết cả bộ kinh Di Đà hay bộ kinh Địa Tạng như chúng ta đâu. Không có, làm gì có đâu. Phật tử bên kia sang bên kia họ bảo là gì?
Bạch thầy á, đều nói rằng bạch thầy bên này chúng con thì không có thời gian như ở Việt Nam đâu, cuộc sống bon chen lắm, giờ đi làm một ngày đi làm mà muộn khoảng độ 10 phút họ bắt phải báo cáo thật, nếu mà gian dối á, bị đuổi việc ngay, đuổi ngay lập tức, chứ không có cái chuyện như Việt Nam mình mà là thôi hôm nay thì tắc đường, ngày mai là tắc đường, nhưng thực tế có tắc đường đâu. Ngủ đến gì, ông mặt trời mọc lên cao rồi vẫn chưa đi làm, mà khề khà đến công ty đã muộn rồi nhưng chưa, vẫn vào quán gì làm bát phở đã, làm cốc rượu đã, làm cốc bia đã, khật khừ rồi, muộn thêm 30 phút nữa, vẫn cứ gì ạ, đổ lỗi cho tắc đường. Đấy, văn hóa của Việt Nam như thế. Con người Việt Nam chúng ta sống gì, chậm chậm mà sống. Cái chậm chậm mà sống, không phải vội phải vàng, nó cũng có cái hay của nó. À, thôi cuộc sống là gì, vất vả tất tưởi tất bật, thì sau khi xả bỏ báo thân cũng 4 tấm dài 2 tấm ngắn chôn sâu dưới gì lòng đất hơn mét thôi mà, có gì đâu, đúng không? Cho nên á, thôi Việt Nam chúng ta thấy tuy thế như thế, tôi thấy suy đi xét lại là cũng thấy gì, thôi cũng được. Con người á, tiền của mà để phục vụ cái gì, phục vụ đời sống của nhân dân. Nhân dân họ cảm thấy là gì, cuộc sống của họ thấy gì, thoải mái, thấy an lạc là được. Bây giờ cứ bắt người Việt Nam chúng ta phải sống như châu Âu, sống như Hồng Kông cũng không được. À, cho nên á, cái văn hóa của Việt Nam chúng ta như thế này thì tôi nghĩ rằng cái phương pháp hành theo cái phương pháp thập niệm của Ấn Tổ dạy là sáng 10 hơi niệm Phật, tối 10 hơi niệm Phật, tôi thấy hợp lý hơn. Còn Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng cho các đạo hữu Phật tử ở Hồng Kông và ở châu Âu, đại đa số là những Phật tử của ngài là ở châu Âu và Hồng Kông. Mấy năm nay ở Việt Nam chúng ta nghe Hòa Thượng giảng nhiều, thì chúng ta đem áp dụng vào đời sống tu tập của chúng ta, thì chúng ta mới thấy rằng á, đó như là nổi lên đây là Phật tử nó bất lợi gì ngày Chủ Nhật, thứ bảy Chủ Nhật con không đi làm, thì cái lúc dắt xe ra, dắt xe vào đã không đi thì ở nhà nằm ngủ hoặc là nấu cơm vợ cho con, cho chồng cho con ăn, thì không dắt xe đi làm thì niệm Phật vào thời đó thì niệm vào thời nào, cái lúc gì không ăn cơm trưa, không nghỉ trưa cơ quan thì làm vào thời nào, cũng làm cho chúng ta thắc mắc, đúng không? Thế cho nên á, thì theo tôi cái phương pháp hành thập niệm theo Hòa Thượng Tịnh Không á, ở Việt Nam chúng ta, thế ai muốn hành thì hành thôi, cũng không sai. Theo tôi là gì, nó cũng không được phù hợp như là cái phương pháp hành thập niệm 10 hơi sáng và tối của Ấn Tổ, hợp với con người Việt Nam chúng ta hơn. Người Việt Nam chúng ta rất nhiều thời gian, rất nhiều thời gian, ngoài thời gian làm việc ra còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi, dành ra 5 đến 10 phút. Nếu như thay nước dâng hương lên trên ban thờ Phật, ban thờ Thần Linh Gia Tiên thì hết 10 phút. Không dâng hương, không thay nước thì gì? 3 đến 5 phút là xong một thời. Cứ sáng tối đều đều như vậy. Nếu hôm nào đi công tác tại khách sạn, tại nhà nghỉ chúng ta cũng làm được. Đi công tác ở nước ngoài chúng ta cũng làm được. Đi bất cứ nơi đâu cũng làm được. Cứ sáng trước khi dậy ngủ làm như 10 hơi như vậy. Trước khi đi ngủ làm 10 hơi như thế. Xong, một ngày 2 thời khóa tu tập, không bỏ thời nào, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ gì, rất hoan hỷ. Đó. Câu trả lời đầu tiên nói hơi dài một chút, nhưng nói về gì, lâu lắm rồi mới có một người hỏi về phương pháp tu tập, cho nên vui quá phải nói nhiều một chút. Bà con chúng ta hoan hỷ nhé. Mà điều này về ai chúng ta cũng có thể thực hiện được. Nếu chúng ta muốn thoát khổ đời sau, kiếp sau không bị tái sinh lại đời này, cõi này nữa, và không muốn gì bị đọa vào trong 3 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nhé, thì hãy hành phương pháp thập niệm này. Nhờ cái công đức hành phương pháp thập niệm này, Phật Bồ Tát sẽ gì, dẫn đường chỉ lối, khai tâm khai trí cho chúng ta, nghiệp của chúng ta tiêu đi, phúc của chúng ta được nuôi lớn thêm. Cho nên chắc chắn rằng cái khi chúng ta gì xả bỏ báo thân này, chúng ta sẽ nhớ Phật và niệm Phật được không chỉ 10 câu, mà chúng ta còn niệm được hẳn 10 gì? 10 hơi.
Nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà ngày nguyện là gì? Chỉ cần người niệm được 10 câu thôi. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. 10 hơi, à 10 câu. A Di Đà Phật yêu cầu chúng ta chỉ cần 10 câu như thế thôi là đã đủ gì ạ? Đã đủ tư lương để đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Còn nay chúng ta thì còn làm được hơn thế nữa là gì? Đó là 10 hơi. Mỗi một hơi, ai mà hơi dài mà giữ hơi tốt, niệm tốt á, phải được khoảng 15 đến 30 câu Phật hiệu. Còn niệm á, hơi giữ hơi không tốt cũng phải gì? 10 câu trở lên. Cho nên chúng ta gì ạ? Đã làm gì? Làm dư lời Phật dạy ở trong kinh rồi. A-di-đà Phật nào mà không vui chứ, đúng không? Đó. Cho nên hãy làm cái điều đó. Khi á, cần tự nghiệp tới, các vị sẽ gì? Sẽ nhớ Phật và sẽ niệm Phật được. A-di-đà Phật sẽ gì? Sẽ đến rước chúng ta. Nếu A-di-đà Phật mà gì á, mà chúng ta niệm mà tâm chưa được thì thuần nhất, tiếng niệm của chúng ta mà gì chưa thấu được, A-di-đà Phật vẫn chưa hiện đến ra trước mắt để phóng đại quang minh tiếp dẫn chúng ta, thì ở thế giới này sẽ có người thay A-di-đà Phật đó để gì? Để dẫn thần thức của chúng ta đến một cảnh giới tốt đẹp hơn. Đó là ai? Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Và biết đâu đó sau này lại có một gì ạ? Có một ông sư nữa đi theo Bồ Tát Địa Tạng, theo Bồ Tát Quán Âm để gì? Hoặc là có nhiều ông sư nữa, có nhiều các Phật tử đồng tu nữa đi theo Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Âm để làm gì? Để dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Ấy ấy, bạn đồng tu ơi, đừng có đi vào đấy. Vào đấy là gì? Con đường vào địa ngục đấy. Chúng ta đang muốn gì? Đầu thai vào quái ngạ quỷ. Bạn đồng tu chúng ta đến gì? Khuyên nhắc chúng ta ấy ấy, bạn đồng tu ơi, đừng đi vào đấy. Đấy là con đường ngạ quỷ, khổ đau đói khát ngặt nghèo đấy. Rồi chúng ta muốn đi vào con đường súc sinh, bạn đồng tu đến thì bảo chúng ta là gì? Bạn đồng tu ơi, đừng có đi vào nơi ấy. Nơi đấy là nẻo súc sinh, thường là gì? Đau khổ, u mê, và rất khó để tu thân tiến đạo được. Cho nên á, chúng ta muốn được bạn đồng tu nhắc nhở chúng ta khi á, khi chết thì bây giờ hôm nay còn sống, chúng ta phải lo gì? Lo tu. Mà tu ở đây không có phải mất nhiều thời gian đâu, có 10 hơi niệm Phật buổi sáng và 10 hơi niệm Phật buổi tối mà thôi, 3 đến 5 phút, mà nhiều nhất là gì? 10 phút cả thay hương thay nước cúng tổ tiên mà thôi. Làm được như thế, nhất tâm làm được như thế, A-di-đà Phật nếu không đến thì tôi á, nói thật với các quý vị, về Địa Tạng và Quan Âm Bồ Tát sẽ đến gì? Đưa chúng thần thức của chúng ta về cõi lành, cõi người hoặc cõi trời, và kiếp sau gặp Phật Pháp lại tu tiếp. Còn nếu không may á, mà Địa Tạng và Quan Âm không đến nữa, thì tôi nguyện lại ở lại thế giới này lâu ngày để gì? Sau khi về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, chứng được quả vô sinh, rồi xin A-di-đà Phật cho tôi một cái chân long tong chạy ngược chạy xuôi ở thế giới này và thế giới Tây Phương á, để hoặc là trong ba đường ác đạo á, thấy ai đi vào đó hành thập niệm rồi á, mà vẫn đọa vào đó, tôi vào tôi đứng chặn ngay cửa, tôi bảo gì? Bảo với Hắc Bạch Vô Thường là thôi, trường hợp này là đệ tử của gì? Đệ tử của Ấn Quang Đại Sư, đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, và nó cũng gì? Họ cũng là đệ tử của tôi rồi, xin các ông hãy nể mặt tôi mà gì? Thôi tha cho nó đi về trên kia, đúng không? Hãy cố gắng nha. Thiện nam tín nữ, không cứ phải là Phật tử đều tu được pháp này, không mất nhiều thời gian đều tu được đó. Cho nên á, khuyên các thiện nam tín nữ chúng ta, các Phật tử chúng ta cũng nên hành trì theo đó. Cái pháp tu này rất tốt. Tôi thì đã thực hiện cái phương pháp này từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cơ. Hôm nào bận không lên khóa lễ được thì tôi thực hiện cái pháp tu này. Còn bây giờ thì thường là thường niệm
Thường niệm là sao? Tức là nhớ lúc nào niệm lúc đấy. Đi ngủ tôi cũng niệm. Thậm chí xin lỗi các vị, vào nhà vệ sinh, vào nhà tắm tôi cũng niệm. Nhưng mà vào nhà vệ sinh, vào nhà tắm thì đừng có niệm to. Tức là niệm thầm ở trong gì? Trong tâm thôi. Không có vào nhà vệ sinh mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á. Không may ai người ta đi ngoài, người ta bảo mình hình như bị vong nhập ở trong nhà vệ sinh rồi thì phải. Thế thì nguy hiểm. Đó. Mà chúng ta ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm á, thì chỉ nên niệm Phật ở trong tâm. Gọi là đi, đứng, nằm, ngồi đều giữ cho gì câu Phật hiệu ở trong tâm. Đó là tốt nhất. Đó. Khi chúng ta làm việc thì luôn luôn tỉnh giác, nhớ vào công việc chúng ta làm. Cái đó cũng là việc gì? Việc tốt nhất.